Nguyễn Khôi xin kính chào Tái Ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin chào Tái Ngộ quý vị. Thưa quý vị, trước hết thì Hoàng Tuấn xin rất nhanh trả lời thư của quý vị gửi qua email. Có một số các bạn trẻ lao động ở các nước bên châu Á như là Mã Lai Á hay là bên Tân Gia Ba, hỏi là các bạn muốn ký thỉnh nguyện thư thì đề nghị mai mốt nếu mà có xin kính ký thỉnh nguyện thư thì làm sao cho các bạn ký được luôn nha. Thì chúng tôi xin chuyển lại với những người như bên nhạc sĩ Trúc Hồ, bởi vì theo chúng tôi được biết á, là những người sống ở Mỹ thì ký thỉnh nguyện thư bởi vì đề nghị với chính phủ Mỹ mà, cho nên là thường là phải người ở Mỹ. Rồi có một người nói rằng là báo chí ở trong nước đó có nhiều khi người ta viết, người ta gọi người này người kia là thằng này thằng nọ. Nhưng mà Trúc Hồ thì người ta không dám đụng tới. Người ta không dám kêu, không dám kêu thằng Hồ. Nên đề nghị chương trình đọc báo vẹm là đừng có quá lịch sự, cứ đừng có cái gì cũng ông. Thưa quý vị, chúng tôi xin thưa như thế này, đó là cái phép lịch sự tối thiểu, chứ không phải là ông này là có nghĩa là mình phải tôn kính mình mới gọi là ông. Cái văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa và văn hóa của xã hội chủ nghĩa nó khác nhau. Cảm ơn một cháu sinh viên 20 tuổi, cháu cũng xem chương trình và nói là có lời thăm hỏi các chú. Và cảm ơn rất nhiều quý vị đã cầu chúc cho chương trình đọc báo vẹm mau đóng cửa, mau thất nghiệp, chúng tôi cũng không mong chuyện đó. Rồi có một người đề nghị rằng là để cho cái phần đọc báo vẹm nó hấp dẫn đó, sau khi mình đọc xong những bài báo vẹm đó, mình để cái thùng rác mình ném vô. Giống như một cái sổ của Mỹ, thì chúng tôi cũng muốn làm cho công việc đó, mà quý vị thông cảm với việc cái phần kỹ thuật của chúng ta nó không như của Mỹ được. Nếu mà cái phòng thật là rộng đó thì máy móc thật nhiều thì điều đó nó dễ. Xin quý vị cũng thông cảm cho nha. Rồi cũng có nhiều người nhắc là khi mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta đến gặp Quốc hội Hoa Kỳ và gặp đại diện của Tòa Bạch Ốc đó, thì ngoài cái chuyện chính là nhạc sĩ Việt Khang thì chúng ta cũng nên nhắc tới trường hợp của anh Nguyễn Hoàng Hải, anh là điếu cày, bởi vì bây giờ gia đình không biết là anh sống chết như thế nào. Đây là cái chuyện mà cũng rất là đau lòng, xin quý vị giúp giùm cái chuyện đó. Chúng tôi xin nhanh như vậy, xin mời anh Nguyễn Khôi. Dạ vâng, tiếp theo lời của anh Hoàng Tuấn vừa rồi, thực sự ra trong cái vấn đề mà đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền tại Việt Nam thì không phải chỉ có trường hợp riêng của nhạc sĩ Việt Khang không mà thôi, mà ban tổ chức cũng có nhắc đến tất cả những tù nhân chính trị khác tại Việt Nam, dĩ nhiên trong đó có blogger điếu cày của anh Hải. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi vì phần cuối của chương trình hôm nay có một cái tiết mục đặc biệt, đó là cái để hưởng ứng cái chiến dịch do SBTN Trúc Hồ và anh Nguyễn Đình Thắng đưa ra đó, chúng tôi cũng đài truyền hình quê hương cũng có thực hiện một cái video clip hát lại bài hát Anh Là Ai của Việt Khang, và cái phần trình bày là sẽ do các anh chị em đang cộng tác với đài truyền hình quê hương thực hiện. Thì chỉ khoảng 3 phút cuối của chương trình, chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi cái video clip đó với bài hát Anh Là Ai. Cho nên chương trình sẽ ngắn hơn thường lệ một chút, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi sẽ nói hơi nhanh hơn thường lệ trong cái chương trình ngày hôm nay. Bài đầu tiên là bài của VN Express, đình chỉ trưởng công an xã bắn dân. Ngày 2 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Gia Mập ở Bình Phước quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trưởng công an xã Long Hà Cao Đình Sâm để điều tra vụ nổ súng xối xả vào người của ông Năm. Khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 2, 4 người hàng xóm đến quán của ông Năm uống nước và đánh Tiến lên. Trong khi ông Năm đang xem TV với cháu nội 11 tuổi, ông Cao Đình Sâm, trưởng công an xã Long Hà cùng một số công an viên bất ngờ ập vào quán kiểm tra, bắt quả tang vụ đánh bạc thu giữ gần 200.000 đồng. Khi công an mời một người không liên quan đến vụ đánh bạc vào làm việc thì ông Năm đứng ra ngăn cản. Sau khi đạp ngã ông Năm, trưởng công an xã rút súng ngắn bắn liên tiếp vào cổ và vai nạn nhân khiến ông này bị thương. Ông Sâm tiếp tục lao đến đánh vào đầu ông Năm rồi còng tay bắt ông này về trụ sở công an xã. Nhiều giờ sau đó, công an xã mới thả ông Nam về để người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trước khi vào bắt sòng bài thì các công an này đã ăn thịt chó và uống rượu ở quán sát nhà ông Nam. Coi chừng ăn phải thịt chó điên ạ. Bây giờ mình không thể diễn tả nổi, cũng còn ngôn từ nào để diễn tả được cái việc mà công an lộng hành đến như vậy. Thưa quý vị, bắn giết người, bắn rồi đánh người dân một cách thoải mái, vô tội vạ. Và sau khi mà người ta bị thương như vậy trong bất cứ tình huống nào, đụng xe trên đường, người đó có lỗi không có lỗi thôi, bị thương là đã phải đưa vào nhà thương để cấp cứu, cái sinh mạng người ta rất là quan trọng. Cái đây đã bắn người ta, đánh người ta, còn đưa về xã làm việc cái gì nữa bây giờ? Phải đưa người ta đi cứu đi chứ. Mà thưa quý vị, trước khi làm việc như vậy, anh Hoàng Tuấn vừa nói có thể là đi nhậu thịt chó và ngay gặp phải con chó điên. Chó điên cho nên nó bị ảnh hưởng. Những cái chuyện này càng ngày nó càng xảy ra như vậy, người ta không hiểu là. Thưa quý vị, nếu công an sao mà lộng hành quá? Nếu công an mà dùng cái sức mạnh như vậy, cái vũ lực như vậy đó, mà ra mà rượt mấy thằng Trung Cộng thì đỡ biết bao nhiêu dân. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì xôn xao về cái chuyện là
ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ông cứ nói về cái chuyện là phải chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng. Thì thưa quý vị, chúng tôi có bài báo này từ hồi cuối năm 2011, nhưng mà chúng tôi thấy nó cũng mang cái tính thời sự. Chúng tôi chỉ đọc cái tựa đề chính thôi: chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ. Phát biểu khai mạc hội nghị trung ương lần thứ 4, Tổng Bí thư nói xây dựng chỉnh đốn đảng là công việc rất phức tạp, nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ. Thưa quý vị, nói như vậy để thấy rằng là ông Tổng Bí thư ông không có quan tâm gì tới đất nước cả. Nếu mà chỉnh đốn đảng bởi vì sự tồn vong của dân tộc, bảo vệ chủ quyền của đất nước, thì điều đó là dân người ta hưởng ứng ngay. Còn cái này là chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ thôi. Và thưa quý vị, cái chế độ nó tồi tệ. Chế độ là bao nhiêu năm là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà không làm được cái gì cả. Công an thì đánh dân, rồi Trung Cộng thì nó cứ ăn hiếp ngư dân của mình, nhà nước thì cứ lên tiếng phản đối. Và thưa quý vị, ở các nước tư bản đó, tư bản nó tệ hại lắm, nó đang trên bờ vực thẳm, nó dễ chết. Nhưng mà những người có chức có quyền, khi người ta làm việc, người ta thấy người ta không làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người ta đó, thì người ta đi chỗ khác để người khác làm. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái phong trào mà toàn cầu hóa rồi bắt kịp với thời đại, thì tôi nghĩ cái đảng Cộng sản này cũng nên tính cái chuyện bước qua chỗ khác để cho người khác làm. Chứ bây giờ chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ, mà không nói gì tới cái chuyện mà bảo vệ đất nước để không bị ngoại bang xâm lấn, rồi là bảo vệ, rồi lo cho dân, mà chỉ lo cho cái chế độ thôi. Mà cái chế độ thì nó cũng chả ra cái gì cả. Dạ, nếu mà chế độ không ra cái gì thì có lẽ mình cũng nên mời nó vào xoa rác vào cả. Đi chỗ khác chơi để người khác làm, chứ đã làm không được mà sao lại cứ... Rồi nói cái chuyện Nguyễn Phú Trọng thì thưa quý vị, cái vấn đề mà nhân cái dịp mà gọi là chỉnh đốn đảng đó, thì trong báo chí trong nước vừa rồi một loạt báo chí có đăng cái bản tin là 19 điều đảng viên không được làm. Nhiều quá, 19 điều mà chúng tôi kể ra giờ này thì chắc là không có thời giờ rồi. Nguyễn Khôi chỉ điểm một vài cái điều nhỏ nhỏ thôi, cái điều này điều nhỏ thôi, để xin cùng với ông Tuấn và chia sẻ với quý vị. Cái điều số 8 đó là không được đó, có hành vi để bố, mẹ, vợ trong ngoặc đóng ngoặc chồng, tức là vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột thực hiện dự án kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định. Tức là ví dụ như bây giờ tôi làm bộ xây dựng, thì con tôi nó không được quyền dính dáng trong cái con anh này, bố anh này, mẹ anh này, anh có vợ anh này, thì không được mà thực hiện những cái dự án ở trong cái lĩnh vực khoan, cho anh. Khoan anh, xin lỗi anh, trong đó nó có nói cái điều khoản là vợ bé không anh? Bởi vì tôi thấy bây giờ các ông lớn trong các đảng viên vợ bé nhiều lắm, thì trong này tôi nghĩ là thiếu đó cái quy định là vợ bé nữa. Chứ bởi vì giờ này vợ này là vợ lớn, nó không làm như cái bà kia bà vợ bé thì bà làm được, tức là không dùng quyền hành của mình, vợ bé cũng không được. Tôi khẳng định như vậy, thế là phải tôi xin phép, tôi xin phép bác Trọng được khẳng định này như vậy rõ ràng, vợ lớn cũng được mà vợ bé cũng được nhé. Vợ bé cũng không được, anh đừng có ớ mờ, anh hiểu phải cho nó rõ ràng. Bởi vì anh biết là bây giờ đảng viên, nhất là đảng viên cao cấp Việt Nam bây giờ thì vợ bé nhiều lắm. Thì bây giờ không, lớn nó không làm, bà bé phải làm. Nhưng mà cái vấn đề tôi muốn đặt ra ở đây là không được thực hành những cái công trình mà thuộc cái lĩnh vực hoặc cái đơn vị do mình trực tiếp phụ trách. Ví dụ như vừa rồi anh nói, cứ coi như là anh bộ trưởng bộ xây dựng đi. Ví dụ như tôi là bộ trưởng xây dựng, anh là bộ trưởng bộ điện lực đi. Ok, thì trong cái lĩnh vực xây dựng đó, anh cấm không được đưa bố, mẹ, vợ lớn, vợ bé, con cái, anh chị em vào làm việc trong cái ngành đó. Lợi dụng chức quyền của anh. Nhưng mà tôi làm bộ trưởng bộ điện lực, thì anh được đưa bố mẹ vợ anh vào trong làm cái ngành của tôi. Thế thì tôi gửi. Anh cứ việc gửi tôi. Tôi gửi người qua bên anh. Để người bên anh gửi qua bên tôi. Cái chuyện mai mốt tôi với anh để nói chuyện sau. Thì tôi lại gửi qua bên anh. Anh có xây dựng thì tôi lại gửi. Tôi có như bố thì... tôi, vợ tôi, mẹ tôi, anh chị em tôi đưa qua bên anh. Tôi gửi nhờ bên anh. Thì anh có phải biết điều không? Chả lẽ bây giờ anh gửi tôi được mà tôi gửi lại anh không biết điều à? Như vậy có 19 điều là nó không đủ. Chắc phải 91 điều. Bởi vì nếu mà những cái điều mà cấm đảng viên không được làm thì chúng tôi nghĩ phải 91 điều hay là phải 910 điều, chứ còn bây giờ đảng viên nó làm tầm bậy nhiều quá. Làm đâu là bậy đó, làm đâu là bậy đó. Thưa quý vị, cái vụ mà Tiên Lãng đó thì ai cũng biết là ở Hải Phòng. Và có thêm một cái vụ nữa cũng ở Hải Phòng nữa, không biết sao Hải Phòng giờ này nổi tiếng quá. Stock lên cao. Chụp ảnh công an gây tai nạn, phóng viên bị dọa giết. Nhóm giang hồ dọa móc mắt giết cả nhà nếu những bức ảnh hiện trường xuất hiện trên báo. Phóng viên báo nông thôn ngày nay bị một anh công an giật máy ảnh và hỏi chụp ảnh để làm cái gì. Phóng viên mà chụp ảnh thì hỏi chụp ảnh làm cái gì? Chú này mình nhà chưng à? Nếu vậy tôi anh phóng viên, tôi là anh phóng viên, tôi hỏi cho anh mang súng làm cái gì? Anh công an mà mang súng làm cái gì?
Khoảng 21 giờ 30 ngày 23 tháng 2 tại đường Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một số cán bộ chiến sĩ công an và một người đi đường. Địa điểm xảy ra va chạm ngay trước quán cà phê Garden View, nơi các phóng viên của Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Nông Thôn ngày nay đang ngồi làm việc. Sau khi nghe ồn ào phía ngoài thì các phóng viên đã xuống chụp ảnh hiện trường và ghi nhận ý kiến của các nhân chứng. Mà thưa quý vị, phóng viên làm việc như vậy nhưng mà có một nhóm giang hồ. Chúng tôi không hiểu tại sao có nhóm giang hồ này, việc của công an mà lại có một cái nhóm giang hồ. Chẳng lẽ đi công an lại đi chơi với giang hồ à? Cái chuyện đó thì không biết được, nhưng khi cũng cần, đôi khi mà chúng ta cần làm việc chung với nhau vì cái mục đích chung xây dựng đất nước ra. Vậy thì bảo vệ an ninh cho thành phố. Thế thì công an này cũng hơi bình dân ha, chơi với giang hồ. Thì thưa quý vị, ở Tiên Lãng cũng ở Hải Phòng, cái vụ này cũng ở Hải Phòng. Thì chúng tôi cũng thưa với bà con Hải Phòng là chúng ta nghe nói là người Hải Phòng đó thì rất là khẳng khái, rất là thẳng thắn. Và kiểu có cái máu anh hùng là trừ gian diệt bạo. Thế mà tại sao lại ở Hải Phòng, là tại sao lại để cho cái nhóm giang hồ mà nó lại đi binh vực công an đó rồi móc mắt phóng viên. Như thế thì chắc cái này phải xử làm sao đây. Cái vấn đề đó là nhiều khi đất nước mình có những cái chuyện mà các nước khác trên thế giới nó cũng có được, nó không làm được. Cũng như bây giờ người ta đang nói cái chuyện mà bây giờ đang có cái đề nghị bắt đầu là kiểu như là trực tiếp chất vấn đảng đó. Tức là chất vấn quốc hội, ý kiến với quốc hội thôi, bây giờ là chất vấn đảng, cái quốc hội chất vấn thủ tướng. Đặc biệt bây giờ thì mình trực tiếp nói chuyện với đảng. Thì trong một cái bài báo chúng tôi có đọc được, tại cái bài báo đó nói là đây là một cái hình thức mà từ trước đến giờ các đảng cộng sản ở trong cái nước xã hội chủ nghĩa ngày xưa, cái thời mà còn Xô Viết cũng không có làm được. Cho đến bây giờ các đảng cộng sản còn lại vẫn chưa làm được. Chỉ có nước ta là đã có dự định cái chương trình này, và đây là một cái được đột phá cho cái lịch sử của đảng cộng sản trên toàn thế giới. Nếu mà đất nước mình mà làm được cái chuyện mà để cho dân mà chất vấn đảng như vậy thì đây là một cái bước đột phá. Và biết đâu là cái chuyện mà công an mà hợp tác với giang hồ như vậy cũng là một bước đột phá. Thì đột thì không thấy, mà chúng tôi thấy phá thì rõ ràng là có. Thưa quý vị, nhưng nói về cái chuyện công an mà là đánh dân rồi là hợp tác với giang hồ rồi móc mắt các phóng viên, thì chúng tôi nghĩ là bây giờ những chuyện này công an cũng nên để ý nè. Phản đối Trung Quốc đánh đập người dân Việt Nam, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tái diễn các hành động xâm phạm chủ quyền và đi ngược lại tinh thần nhân đạo. Sau khi phía Trung Quốc dùng vũ lực uy hiếp người dân Việt Nam tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thì quý vị, chúng tôi đề nghị gửi ngay cái ông công an mà bắn 6 phát súng vào người dân. Đề nghị công an Hải Phòng hãy gửi cái nhóm giang hồ ra gặp người Trung Quốc này, chúng tao móc mắt mày đấy nha. Mày dám mà đánh dân tao à? Rồi cầm súng là mà trước khi đi nhớ ăn thịt chó nha. Trước khi đi nhớ nhậu thịt chó, uống rượu nữa. Ra là dân mình mà mình còn dám bắn 6 phát. Thế là gặp thằng Trung Quốc mình phải bắn nó 60 phát đó chứ. Như thế thì chúng tôi hoan nghênh. Chúng tôi là rất tán đồng cái việc này, đề nghị bên các đồng chí công an để cứu xét lại, phòng xét lại thực hành cái ý tưởng của anh Hoàng Tuấn. Chúng tôi sẽ sắp tới phần 1 của chương trình đến đây, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thương mại. Bà sấp nhỏ, dậy đi, dậy đi. Anh mới ngủ được chút xíu, đừng phá anh mà bà xã. Không được, dậy đi, em có cái này cho ông xã nè. Bà xã có quà cho anh hả? Dậy liền. Nghe có quà là tỉnh như sáo liền à. Hi, quà của bà xã mà không tỉnh sao được. Anh cũng có quà cho bà xã nè. Vậy còn không mau lấy ra cho em. Đây đây, anh để sẵn ở đây nè. Một, hai, ba. Cordyceps plus 3-in-1. Lại trùng quà nữa rồi ông xã. Vậy mới gọi là tâm đầu ý hợp chứ bà xã. Em biết không, loại dược thảo này đặc biệt lắm. Có tất cả 3 loại dược thảo hiếm quý trong đó đó. Để em nói cho, đó là đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, sữa ông chúa, đúng không? Bà xã hay quá à. Nếu không thì em đâu có làm quà cho ông xã. Codicap Block 3-in-1 đã kết hợp 3 loại dược thảo hiếm quý: đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, sữa ông chúa, sản xuất tại Hoa Kỳ, giúp giảm tiến trình lão hóa, bồi bổ thần kinh suy nhược, bồi bổ tinh khí, bồi bổ tiêu đàm, chống ho, đau lưng, mệt mỏi, cải thiện chức năng thận và gan, khôi phục hơi thở ngắn không đều, giảm huyết áp, cholesterol, tăng cường hệ miễn nhiễm, ngủ ngon, giúp làn da săn chắc mịn màng, đặc biệt tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Hãy tìm cho được Codicap Block 3-in-1 không thể thiếu trong gia đình quý vị, đặc biệt trong thời gian này mua 2 tặng 1. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều sản phẩm
khác như Bio Omega 3 giúp giảm huyết áp, xuống cân, khỏe tim, mọc tóc, đẹp da. Bio Plus BF9 giúp giảm đau nhức khớp xương, bắp thịt, ngủ ngon, vân vân. Hãy gọi cho tổng đại lý MV Cosmetics 714-722-9709. Hai các đại lý chi nhánh như Nam Cali, Mỹ Á Bách Hóa 714-897-9926, San Diego, Đồng Văn Gift Shop 858-569-9541, Bắc Cali, Thành Phát Gift Shop 209-472-9900. Đặc biệt tại San Jose, Angel Beauty địa chỉ 1111 Story Rock trong khu Grand Century Mall, căn số 1024, điện thoại 408-417-8638, 417-8638. Cody Cap Luxury in One, number one. Professional Karaoke luôn chào đón quý vị với một dàn CD, DVD nhạc Việt. Professional Karaoke, thế giới của âm thanh chuyển động với những dàn máy tân tiến nhất của kỹ thuật siêu đẳng digital hôm nay. Muốn nghe nhạc hay với âm thanh tuyệt hảo nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn xem phim với âm thanh sống động nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn hát karaoke với chất giọng tuyệt vời nhất, mời đến Professional Karaoke. Quý vị ở San Jose mời đến showroom của Professional Karaoke tại địa chỉ 2885 đường Center bên cạnh chợ Center Market để chính mình mắt thấy tai nghe. Ở xa San Jose, Professional Karaoke có dịch vụ gửi hàng đến tận nhà quý vị. Xin gọi 408-728-9000, 728-9000 hoặc vào website prokaraokeusa.com. Muốn có một phòng khách lộng lẫy, một bàn thờ trang nghiêm, xin mời bà con ghé qua tiệm Thiên Hỷ. Thiên Hỷ chuyên bán bàn ghế, tủ thờ, đồ thờ cúng, cưới hỏi, tặng phẩm và đồ trang trí. Thiên Hỷ có bàn ghế, tủ thờ bằng gỗ tốt, nhiều cỡ, nhiều loại, là nơi đáng tin cậy. Chúng tôi nhận chuyển hàng đi tất cả các thành phố và tiểu bang trên nước Mỹ. Thiên Hỷ địa chỉ 969 McLaughlin Avenue, San Jose, Cali 95122, điện thoại 408-295-6777, 408-295-6777. Kính thưa quý vị, tôi bác sĩ Thomas Trọng Võ, đại diện cho công ty TNN Medical Group, xin giới thiệu quý vị. Hôm nay chúng tôi cho quý vị biết về cái tác dụng của cái Hidratamo. Hidratamo viết tắt bởi 4 chữ: hết, đau, tan, mỡ, chứ không gì cả. Tác dụng nó giúp cho tất cả những cái đau nhức trong khớp, trên đầu, bán biên đầu thống, hay là nhức vai, nhức tay, nhức chân, tất cả những cái khớp, hay là thần kinh tọa, nói chung đau nhức, ngay cả đau bụng hành kinh quý vị nhé. Đau bụng hành kinh, các cô đau bụng hành kinh. Hidratamo nó làm cho thông, nó làm cho tan đi tất cả những cái gì là nó bị bế tắc, nó bị trì trệ đó, nó làm cho thông đi. Vì thế cho nên cơn đau chúng ta nó có kết quả rất là tuyệt vời. Nhưng mà quý vị để ý nha, chai đầu tiên quý vị uống nó hơi đau hơn chút xíu, đó là dấu hiệu tốt. Chai đầu tiên quý vị uống, thí dụ cơn đau quý vị nó đang từ 1 đến 10, nó đang ở 8, vì uống vô thì nó sẽ nhảy lên 9, chắc chắn quý vị đau nhiều hơn. Thì trong lúc quý vị đau nhiều đó, quý vị có sẵn những cái thuốc đau nhất bác sĩ có sẵn, uống cách một tiếng vô cho nó dịu cơn xuống, nó chữa lửa. Sau đó quý vị uống tiếp tục vô, uống với nước ấm quý vị nha. Quý vị uống thời gian thường thường, tôi nghĩ thường thường 2 đến 3 tháng là cơn đau quý vị coi như là nó muốn thoải mái rồi quý vị. Tôi chỉ nói thoải mái thôi, và nó làm cho tan mỡ bụng quý vị. Tan mỡ bụng, tan mỡ cầm và hạ cholesterol. Cái đó là tuyệt vời. Hidratamo top sale của công ty chúng tôi quý vị. Cái thứ hai, quý vị biết ở Mỹ này rất nhiều người bị cái chứng bao tử do cái việc làm, do lo buồn, lo rầu, biêu cổ, gia đình nhiều quá, ảnh hưởng đến bao tử quý vị. Nó làm cho bao tử chúng ta chậm, yếu, tiêu quá, yếu đi. Nên ăn vô 10 nó chỉ tiêu chừng 3-4 thôi. Còn 5-6 nó nằm trong bụng chúng ta, cá, thịt, chua, cay, mặn, ngọt nằm trong đó. Mà nó không tiêu, quý vị cũng biết, trong 1-2 ngày sau, nó làm chúng ta hay đau ầm ĩ, hay ợ hơi, và hơi thở chúng ta rất là hôi quý vị. Cái lưỡi lúc nào cũng bẩn trắng hết. Nên quý vị uống bao tử này vô, nó giúp bao tử nó hoạt động tốt, nó tiêu hóa tốt, nên cái lưỡi trắng tự động nó biến mất quý vị. Quý vị không còn đầy hơi, hơi thở trở lại bình thường, và nó làm chúng ta ăn biết đói bụng hơn. Cái đó là cái bao tử. Và cái bổ thận rất là quan trọng quý vị nha. Hay tiểu đêm nhiều cách nào ngủ được hết. Đau lưng, tiểu xoắn, lạnh tay, lạnh chân, hay là quý vị cũng biết cái sinh hoạt vợ chồng nó sút giảm cách tối đa. Tất cả những cái đó quý vị dùng bổ thận này, nó giúp cho chúng ta tránh những tình trạng tiểu đêm nhiều, tiểu xoắn ban ngày cũng như ban đêm, nó làm cho chúng ta đau lưng, mỏi gối nữa. Bổ thận nó sẽ giúp phục hồi cho chúng ta. Chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm đó quý vị, còn nhiều sản phẩm đó, viêm mũi, hắt hơi, tóc, tai, hay là dầu nóng con rồng, hay là cao dán không bao giờ tróc ra.
Mọi thắc mắc quý vị liên lạc với chúng tôi 1-888-811-1133, 1-888-811-1133. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ trở lại cái chuyện ở Hải Phòng đó, thì chúng tôi cũng có một cái chuyện như thế này. Người ta kể cái chuyện cũng mới lắm, mang tính thời sự. Chuyện xảy ra cũng ở Hải Phòng, ở ngay Tiền Lãng luôn. Thì có hai nhà ở gần nhau, cái nhà hàng xóm, hai vợ chồng chửi lộn. Thế thì cái bà vợ bà, xin lỗi quý vị, người ta dùng cái chữ là tru tréo lên. Ôi giời ơi, mày là cái thằng khốn nạn nè. Thì ông mà nằm nói, ôi giời, vợ sao mà nó mắng chồng kinh thế. Vợ chồng nó bảo là thằng khốn nạn là thế nào. Bà vợ nói, thằng đấy là khốn nạn thật đấy chứ. Sao lại khốn nạn? Nó phá nhà. Nó đi uống rượu say về đấy. Ông tính nhà cửa đấy để thế để cho vợ con ở, rồi nó phá nát thế kia thì nhà đâu mà ở. Thằng này quá khốn nạn đấy chứ. Này này bà, bà giữ mồm giữ miệng nhá. Tại sao bà bảo là mấy cái thằng phá nhà là khốn nạn? Thì phá nhà là khốn nạn thì tôi bảo là khốn nạn chứ. Này, bà nói thế thì huyện ta đấy có cả một tập thể khốn nạn đấy. Không phải phá nhà bình thường đâu nhá. Phá nhà mà vào cái dịp Tết. Phá không có cái chỗ để mà bàn thờ ông bà đấy. Thế là cả một tập thể khốn nạn đấy. Mà đem xe máy cày bẻ mùi đến mà phá đấy. Ấy ông nói đi. Ấy rồi ôi, ông nói thế ông không hiểu. Thằng dân đấy nó phá nhà nó thì nó là khốn nạn. Còn những người có chức có quyền mà cán bộ đấy mà đi phá nhà người ta như thế, cái đấy là cưỡng chế. Đấy. Và cái đấy không phải là khốn nạn mà là bức xúc. Mà là do quần chúng bức xúc nó lên đổ cho là cán bộ. Nên ông phải phân biệt, cán bộ có quyền phá nhà thì nó khác, thằng dân mà nó không có quyền nó phá nhà thì nó khác. Tức là thằng dân mà phá nhà thì gọi là khốn nạn. Thằng khốn nạn. Mà cán bộ phá nhà thì gọi là cưỡng chế. Cưỡng chế và bức xúc. Bức xúc. Đấy. Ông như thế thì không xứng đáng làm công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiểu không? Ông Kim nói chứ. Tôi thật với bà chứ tôi không muốn làm công dân. Là thế nào? Làm thằng dân nó khổ quá. Làm thằng dân nó dễ bị người ta gọi là khốn nạn. Chứ làm lớn thì nó không bị. Mời anh. Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, báo người cao tuổi, thưa quý vị. Tên của bài viết là Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, một điểm nóng chưa được giải quyết. Vợ chồng ông Thủy đều mắc bệnh hiểm nghèo, ngoài thuốc thang chạy chữa, họ còn có một con gái. Cả ba người sống nhờ quán nước chè và sửa xe máy tại nhà. Vậy mà bất ngờ họ bị Ủy ban Nhân dân quận Long Biên ra quyết định thu hồi đất không đền bù để bán cho hộ dân khác cũng làm nhà ở. Ồ, như thế này là dịch từ Hải Phòng nó ra tới Hà Nội. Chuyện thật như đùa khiến ai biết đều phẫn nộ và thương cảm. Cái này phẫn nộ nha. Đất ở hợp pháp. Đại khái là gia đình của ông bà này đất ở đang ở hợp pháp, được cấp sổ đỏ đầy đủ các thứ rồi. Nhưng mà có một kỳ ông bà bị bệnh đó. Rồi trong cái thời gian đó ông bà ấy bị bệnh thì không có làm, và vẫn đóng thuế hàng năm đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Nhưng mà có một kỳ ông bà bị bệnh cho nên không lo được cái giấy tờ gì đó, đại khái là như vậy. Nhưng mà đến khi ông bà trở về đó thì nhà bị đòi, bị cưỡng chế, bị thu hồi. Mà trong khi đó thì theo luật thu hồi đất đó, thì thu hồi lại đất nếu mà nó phục vụ vào nhu cầu quốc phòng, nhu cầu xây dựng của đất nước, phải không ạ? Thì nhưng mà phải đền bù cho người ta. Và còn đây, cái này thu hồi là gì? Để bán cho người khác. Báo chí phải lên tiếng, thưa quý vị. Chúng tôi cũng hiểu là bây giờ cái luật lệ đất đai Việt Nam như thế nào nữa. Bây giờ nó muốn thu hồi, muốn lấy của ai lấy, muốn chiếm của ai để chiếm, không thì... bất kể luật pháp. Mà cái này, thưa quý vị, nó không phải nó ở xa, không phải nó ở những cái vùng sâu, vùng xa. Nó ngay Hà Nội, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Thủ đô đất nước đấy. Nhưng mà anh nói về cho có những cái việc mà nó đi tới những vùng sâu, vùng xa, nó phát triển rất là mạnh anh ạ. Chẳng hạn như đây. Người mẫu ca sĩ cũng tham gia bán dâm. Tức là ở Việt Nam đó, những người mà nghèo khổ, xin lỗi quý vị, như là sống ở vùng nông thôn nghèo khổ quá, đi ra thành phố bị người ta dụ ra đi làm, rồi người ta gạt vô cái con đường, phải đi lại vô con đường mại dâm. Cái này người mẫu và ca sĩ, tức là cashier, tiền cũng nhiều mà vẫn tham gia bán dâm. Theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thì những gái bán dâm có học thức, ngoại hình đẹp, biết ngoại giao, được ký hợp đồng lao động với đại gia dưới chức danh là thư ký, trợ lý ngắn hạn, song thực chất là hợp đồng mua bán dâm. Và trong cái báo cáo nói như thế này, mại dâm đã lên đến tận vùng cao biên giới, nhiều thị trấn thị tứ vốn yên bình nay đã có tệ nạn này. Thì quý vị, tức là bây giờ nó không những ở những thành phố lớn mà nó tràn cái nghề phát triển, cái nghề phát triển. Thì chúng tôi cũng thắc mắc có một cái như thế này là đất nước ta thì càng ngày càng phát triển, phải không? Càng
làm cho đời sống người dân nó tốt đẹp hơn, bởi vì sao chủ nghĩa mà. Thế tại sao những người mà nghèo khổ đó, người ta phải đành phải làm những cái công việc bất đắc dĩ, đi lao động, đi làm gia nô, rồi những cô gái vùng nông thôn bị người ta gạt ở thành phố. Con này đã là người mẫu rồi, đã là ca sĩ rồi, đâu có đói đâu hả? Tại sao lại phải cần tiền phải đi bán dâm? Chúng tôi nghĩ là cái vấn đề đó không phải ở cái lỗi của mấy cô này. Cái lỗi là tại vì bây giờ cái kinh nghiệm nó phát triển nhiều quá, và các đại gia hay là các quan chức lớn ấy, cần nhiều thư ký. Cần nhiều thư ký đó hay là cần nhiều trợ lý. Thì anh biết mà, có phải là nhu cầu tuyển dụng nhân viên thôi. Thì khi mà cùng một công việc đó mà nhiều người người ta xin vào việc làm, thì anh phải có tuyển lựa, phải không ạ? Và khi mà những ứng viên mà nộp đơn ấy, thì phải có hàng để mà show, phải chứng tỏ cho mình biết là mình có cái gì hơn cái người kia. Nếu mà chẳng hạn như bây giờ mướn cái cô này, cô A với cô B làm thư ký, hai cô cùng nộp đơn, thì cái cô A muốn được chấp nhận là nhận đơn làm thư ký thì cô A phải chứng minh là mình hơn cô B chứ. Nên là cái thời kỳ không còn chiến tranh thì là trợ lý. Trong thời kỳ chiến tranh là hộ lý đó hả? ông cục phó xin lỗi anh, ông cục phó cục phòng chống tệ nạn xã hội là ông Hiền cũng nói như thế này: người tham gia hoạt động mại dâm cũng đang trẻ hóa. Chúng tôi thích cái câu này vô cùng. Người tham gia mại dâm bây giờ cái gì cũng tham gia, trẻ hóa tức là trẻ hóa đội ngũ cán bộ nè, trẻ hóa đội ngũ đảng viên nè, tức là những người mà già không có năng lực làm việc thì bây giờ cái mại dâm cũng đang trẻ hóa. Nói cái chữ tham gia đó, thưa quý vị, chúng tôi đọc một cái bài báo mà thực sự là thỉnh thoảng mình đọc ở trên báo ở trong nước, mình thấy có những cái chữ dùng rất là buồn cười. Nói các phương tiện tham gia giao thông. Các phương tiện tham gia giao thông là gì? Thì cứ nói xe cộ đi trên đường đi, phải không ạ? Những người tham gia việc giao thông thì là những người đi đường, thì cứ nói thẳng đi. Còn cái gì tham gia gì anh? Người tham gia hoạt động mại dâm cũng đang trẻ hóa. Thì bây giờ mình nói lại, các cô gái làm nghề mại dâm, nên có phải nó dễ hiểu cho mọi người. Mà nó còn cái này đó, bây giờ đó, nghĩa là mọi tầng lớp đều có tham gia cả. Đấy. Một loại hình mới xuất hiện là mại dâm dành cho người già. Chứng tỏ là sức khỏe người Việt Nam bây giờ phát triển, bởi vì già mà vẫn còn gân. Trong đó chủ chứa môi giới, anh nghe kỹ này nha. Trong đó chủ chứa môi giới và bán dâm đều ở độ tuổi 50 đến 60. Các khu vực mà biên giới giáp ranh với Trung Quốc, Campuchia mại dâm ngày càng phức tạp. Do hoạt động dịch vụ giải trí ở cửa khẩu phát triển mạnh, thu hút nhiều nữ nhân viên từ các nơi khác. Như vậy đọc xong cái bài báo này thì mình có cái kết luận là như vậy kỹ nghệ này ở Việt Nam mình đang phát triển. Nó phát triển, và phát triển trong phải là chỉ có ở thành thị không, mà đi tới khắp nơi, từ thành thị tới nông thôn, vùng cao biên giới, tới vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Mà không phải chỉ phát triển trên diện rộng như vậy, mà phát triển trên chiều sâu. Trẻ cũng chỉ phát triển mà già cũng phát triển luôn, phải không ạ? 50, 60 rồi vẫn còn vẫn bán được. Chúng tôi rất tiếc là không có đủ thời giờ, bởi vì như anh Nguyễn Khô đã thưa chuyện với quý vị lúc đầu đó, là chúng tôi có một cái video clip. Đây là một cái nỗ lực của đài để cùng tham gia vào phong trào kêu gọi mọi người đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam, và trường hợp tiêu biểu là của nhạc sĩ Việt Khang. Thì chúng tôi cũng có một cái video clip cùng hát bài Anh Là Ai của nhạc sĩ Việt Khang. Để đời sau cháu con tôi làm người.
danh tướng Lý Thường Kiệt dưới triều vua nhà Lý đã có những câu thơ hào hùng để chống giặc ngoại xâm phương Bắc, còn được lưu mãi trong lịch sử. Ngày nay, trước tình thế ngả nghiêng của đất nước và sự khiếp nhược của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đối đầu với Trung Cộng nhưng lại vô cùng tàn bạo với đồng bào mình, xin mong sao tất cả con dân Việt, quốc nội cũng như hải ngoại, hãy đồng lòng cất cao tiếng nói để cùng cứu nước, cứu dân. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này. Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đặt tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn năm ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay triền miên tăm tối. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Tôi buồn ở đâu thế giới này sẽ không còn Việt Nam. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Tôi buồn ở đâu khi thế giới này sẽ không còn Việt Nam. Vậy thì anh là ai? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay triền miên tăm tối. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này sẽ không. Chương trình Đọc Báo Vẹm do Quê Hương Media thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.